Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ đến với một cặp đôi rất là đáng yêu. Và sẵn đây Yên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với những anh chị tham gia Kết Nối Yêu Thương rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Yên Quỳnh mở ra nhằm giúp đỡ những anh chị cô đơn có cơ hội tìm được một nửa của mình. Tuy nhiên sau lần thuê tham nói chuyện trực tiếp với nhau và sau đó các anh chị gặp nhau ở ngoài cảm thấy không hợp nhau, có thể quay trở lại nhờ Uyên Quỳnh kết nối với một người khác, Uyên Quỳnh cũng sẽ giúp. Miễn sao các anh chị cuối cùng tìm ra được một người hợp nhất. Và sau khi nói chuyện thuê tham, hai người tìm hiểu về lâu dài có điều gì đó không hợp nhau đó, thì Uyên Quỳnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cặp đôi trong chương trình Kết Nối Yêu Thương đáng yêu hôm nay nhé. Rồi, hôm nay em rất là vui được kết nối cho hai anh chị nha. Dạ, chị trước tiên đó là chị nói trước, chị có thể giới thiệu về bản thân mình ha. Trước tiên chị xin giới thiệu, chị tên Hà, chị sinh năm 1996, chị qua Mỹ được hơn 10 năm. Và hiện tại chị đang ở cùng hai cô con gái. Chị đang sống ở địa bang Texas, thành phố Houston. Yeah. Xin kính chào Uyên Huỳnh và anh chị em, ông bà, cô bác trong và ngoài nước. Chúc một ngày vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Anh tên là Tòa Nguyễn, sinh 1955, tuổi Ất Mùi, năm nay là 66 tuổi. Tình trạng gia đình là đã ly hôn được 3 năm, có 5 đứa con, 3 trai 2 gái, nay đã lớn khôn rồi. Lúc xưa thì ở Jacksonville, nhưng bây giờ là ở California, Westminster, Bosa. Ok, anh xin chào em. Dạ, em cũng xin chào anh. Em tên là gì? Dạ, em tên Hà. Tên Hà, sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 1956. 1956, em là tuổi con khỉ, anh là tuổi con dê. Năm 56 là ớt mùi, dạ. Rồi tuổi khỉ, rồi ok. Hiện giờ em sinh sống ở bên Texas, Houston hả? Dạ đúng rồi. Em qua Mỹ lâu chưa? Dạ em qua năm 2008 anh ạ. Em 2008, anh 1990, anh qua trước em dạ. Xa lắc xa lơ. Anh là 30 dạ, mấy dạ. Năm rồi. Tình trạng gia đình em hôm nay cũng như là ly hôn lâu rồi phải không? Dạ thưa đúng ạ, em ly hôn nay cũng trên 30 năm rồi em ạ. Ui dạ, xa thì lâu rồi. Thì em đã trải lòng với em hôm rồi, bên clip hôm vừa rồi. Em nghĩ là chắc ít nhiều vì anh cũng đã có xem qua. Thì anh cũng đã hiểu rồi. Thì giờ em không biết phải nói gì hơn nữa. Nếu mà có gì cần thì anh hỏi em xin trả lời. Thì anh đã coi cái xem clip của em, anh thấy cuộc đời của em cũng vất vả quá. Trời ơi, vất vả và cũng cực quá là nhiều. Dạ. Cái cuộc đời của anh cũng không có lắm vui buồn. Thăng trầm là có giúp vui buồn, sướng khổ, đau thương, rồi nước mắt gì có đầy đủ hết anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cô con mà từng mà người chồng mà thấy nhu nhược quá mà không có biết gì đến vợ con gì hết. Dạ. Nghe lời mẹ mà bỏ vợ bỏ con mà đi không một lời từ biệt thì thôi, chứ kiểu đó là tôi xong ngay rồi. Thế anh coi anh cũng cảm động cái phim của em lắm, cái clip em. Trời ơi, quá khổ cực luôn. Mà một cái vợ mất rất là đảm đang cho gia đình, cho chồng, cho con, cho gia đình. Mà tại vì cái số của anh ạ, con người ai có cái số, nhiều người mình đâu có. Họ chẳng qua cũng có cái số, ông trời đã sắp đặt mình để khổ vậy. Nhưng trong gia đình em thì mười mấy anh em, không có chị trai, anh trai, chị gái, không có ai mà khổ mà không có ai mà cực bằng em, chỉ có mình em.
thứ nhất mình em là khổ cho đó, thì không phải nhận qua cái số mình vậy thì mình phải chấp nhận chứ biết sao. Rồi hôm nay cũng nhờ một cái duyên anh và em gặp nhau cũng là rất là mừng. Đây là cái duyên, nhưng mà còn có cái nợ nữa là có đến với nhau hay không là mình cũng chưa có biết được. Cũng rồi. Là chờ một thời gian dài để tìm hiểu với nhau. Thì em cũng nói là trong cuộc đời của em nó cũng trải qua nhiều cái thăng trầm, buồn vui, sướng khổ, đau thương, nước mắt gì nó có hết. Thì em tin rằng Thượng Đế cũng sẽ rất là công bằng. Ví dụ như sau này ông lấy đi của em những cái gì mà buồn đau thì sau này Thượng Đế sẽ bù đắp cho em những cái gì mà tốt đẹp. Thì em cũng mong rằng ơn trên sẽ mang đến cho em một cái người nào đó thật lòng thương em, quan tâm và yêu em chân thật. Đó là cái điều tâm nguyện nhất của em. Để đến phút cuối đời em cũng mong gì hơn. Bây giờ con cái thì nó cũng đã trưởng thành, nó có gia đình tư nhân hết rồi. Mình cũng đã làm tròn những nhiệm vụ bổn phận một người mẹ, một người cha. Em vừa làm mẹ vừa làm cha, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì hôm nay con cái em đã thành đạt thì em cũng rất là hãnh diện điều đó. Thì bây giờ thôi còn một chút xíu, không phải nữa cuộc đời còn lại, mà có chỉ 1/3 cuộc đời còn lại thôi. Thì em cũng mong rằng em sẽ gặp được những gì mà Thượng Đế ban cho em để em được hưởng một phần nhỏ nhỏ cuối đời. Những lời em chia sẻ thì quá hay, đúng như vậy đó. Anh cũng mong muốn như cái ý nguyện của anh như vậy, cũng giống như em như vậy đó. Cuộc đời mình cũng quá khổ rồi, bây giờ là tuổi về già, về hưu, về xế chiều rồi, cũng muốn gặp một người mà ý hợp tâm đầu với mình để chia sẻ những cái vui buồn có nhau, những cái lúc tối lửa tắt đèn có nhau đó. Đó là vấn đề là hạnh phúc của tuổi già. Nguyện của em là chỗ đó, em mong mỏi nhất là cái điều đó thôi. Đúng rồi. Vật chất thì bây giờ em cũng không có bàn tới vật chất nữa, chỉ là phù du anh. Nó có khi mình quan cái tình cảm mình nó là quyến chứ không. Vật chất về tiền bạc về cái chuyện đó thì mình không thể kiếm được. Nhưng mà khi cái tình cảm nó đã đánh đi rồi, khó mà tìm được lắm. Thì đúng rồi. Ở mình còn khỏe, còn đôi tay khỏe mạnh thì mình làm ra tiền thôi. Còn đừng có nói vấn đề tiền bạc nó xa vời, nó mình còn sức khỏe thì mình lại kiếm ra tiền. Đúng rồi. Mình chỉ bây giờ mình muốn cái tiền, cái nguồn hạnh phúc cho mình thôi. Đó. Thì anh cũng sơ lược về đời của anh. Anh em là tuổi 56, 55 thì cũng biết vấn đề mà lúc trước năm 75 rồi, em cũng hiểu rồi. Hồi xưa anh là có đi lính. Em lên lính không quân với Biên Hòa đó, 3 năm ở Biên Hòa. Sau ngày mà giải phóng rồi thì về quê. Về quê làm ruộng, làm rẫy đó cha, đủ thứ. Nói chuyện là khổ không, chứ không có trước chỗ nào đó. Cái đời của giải phóng là đời khổ. Về nhà làm ruộng, làm rẫy, đủ thứ hết. Sau khi giải phóng rồi anh có đi cải tạo không? Thì anh thì có học tập một tuần lễ ở tại địa phương thôi, chứ không có đi tù, đi tội gì hết. Mình đã hạ sĩ quan, mình đâu có sĩ quan đâu. Ở Biên Hòa. Gia đình em thì nói chung là tất cả những anh rể, rồi anh trai, rồi em trai, rồi tất cả đều là chế độ cũ, là lính mặt mà bên bằng binh chủng đằng hải quân đó anh. Hải quân không quân là ok rồi. Ông anh rể em là ông là trung tá, là tỉnh trưởng tỉnh Quảng Nam hồi xưa, chế độ cũ á. Ông anh ruột thứ tư thì cũng là đại quý đằng hải quân. Thì anh thứ sáu thì cũng thiếu quý đằng hải quân. Rồi một người em trai hay em kế em cũng là tân binh hải quân. Tất cả đều là lính hết. Sau khi giải phóng rồi thì cũng đi cải tạo thời gian. Thì cũng sĩ quan thì bắt buộc phải đi cải tạo rồi, tù tội rồi. Em người miền Nam hay là người miền Trung vậy? Dạ em người miền Nam, em người miền Tây anh ạ. Miền Tây, ở miền Tây Long An hả? Dạ đúng rồi, miền Tây ở Tiền Giang. Tiền Giang, anh thì người Nha Trang. Dạ. Người Nha Trang thì
Biên Hòa. Anh có hay về Việt Nam không ạ? Anh có về mới đây năm 2009. Dạ. Có về được một tháng chơi thăm nhà ở Nha Trang. Dạ. Ở nhà chơi thôi, chân cỏ chẳng đi đâu hết, nhà anh em hội ngủ với nhau. Em chẳng có đi đâu hết. Tính ra cũng là 12, 13 năm rồi. Nhưng mà em mỗi năm mỗi về, năm nào cũng về hết. Là tại vì bên đó không hồi cách mấy năm trước thì mẹ em còn sống. Thì mỗi năm em mỗi về để thăm bà. Mà vậy bà, mẹ em năm hồi lúc mà mẹ em mất, mẹ em 97 tuổi, thọ lắm. Bởi vì thế mà năm nào em cũng về để thăm bà đó. Còn em rồi bên đó còn đông lắm. Chứ hơn nữa em cũng còn cậu con trai á, ở thằng Việt Nam, với lại hai đứa cháu, cháu nội ở Việt Nam. Thằng năm nào cũng về hết. Nó năm nay là dịch Covid nè, em thật ra không về được thôi. Thì đáng lẽ anh là 2020 anh cũng về đó, mỗi năm mỗi về, nhưng mà bị Covid thôi, chịu thua thôi. Giờ khi nào mà hết đại dịch mà về đây. Anh thì rất là hiền hòa, vui vẻ, vui tính, hòa đồng với mọi người. Mà anh không có cái vấn đề mà anh không có tư đối tượng. Anh nói là anh không có tư đối tượng. Một người rất là thật thà, chất phát, lo làm ăn, không có cái gì hết. Quá tốt, quá tốt. Anh cũng một đời người là khi mà giải phóng về mà có vợ rồi, anh kể một đời cho anh cho em nghe. Khi mà giải phóng rồi về nhà làm ruộng làm rẫy để đốt than đủ thứ hết, làm ở tại Nha Trang ở Khánh Hòa, ở xã Dân Sơn ở miền núi đó, về là làm ruộng này, làm ruộng tức tiên. Sau này nữa là ở nhà có bốn anh em là sáng nào cũng cầm 4 cái rựa mà lên núi chặt cánh củi đi về. Một ngày 4 cánh là đi một tuần lễ, như là 5 ngày, ngày thứ 6, thứ 7. Một ngày 4 cánh củi, mà 5 ngày là 20 cánh củi, hoặc là 4 anh em. 20 cánh củi là bắt đầu là bán để mua gạo ăn. Thì cũng làm ruộng làm rẫy, cũng đi chặt củi để bán. Nhưng mà sau này là anh không đi làm cái đó nữa, mà anh đi bán kem. Bán kem gọi là bán cà rem đó. Đó, bán cà rem khoảng 10 năm. Vừa đi bán cà rem mà tới mùa mà gặt lúa ở ruộng á, thì đẩy xe kem đi tới từng đám ruộng, người ta gặt lúa, người ta đập bồ đó. Người ta lấy cái lúa đó, người ta đổi cà rem một gô khi gô lúa là bao nhiêu cây cà rem. Đó, mình đổi vô, mình đổi cây cà rem cho người ta. Hồi xưa lúc mà em còn ở đây, vừa kiếm lúa về nhà ăn nữa, đó. Mà đi trồng đã mấy chục 10 năm rồi. Hồi xưa lúc mà em còn ở bên chồng, lúc mà anh chưa có gì chồng em, hồi lúc mà năm anh 28 tuổi, em cũng thấy có mấy anh đi bán cà rem, là mấy người đi bán nước mắm, bán hàng rong, vô đổi lúa đó anh, đổi lúa để lấy đó, nước mắm, cà rem, vừa bán kẹo, bán hàng lấy thức ăn. Rồi sau thời gian nữa đi đốt than, lên củ, lên núi đi đốt than, một cánh than là cũng có tiền nhiều lắm, mà ngon hơn là đi bắt kem. Lúc đó thì cũng đỡ. Một cái hầm than mà làm phải là 3-4 ngày mới dỡ ra hầm than, mới lấy than như vậy. Thì anh kể ra anh cũng rất giả quá ha. Đó. Nói nhà quê là cái gì làm cũng được hết á. Chung chung là muốn cái gì làm cũng được. Cũng đông trồng một cái nữa. Ở thành phố thì cũng so với nó thì cũng đỡ cực hơn, vất vả hơn ở dưới quê. Tại vì em cũng không có được cái may mắn như các chị, các anh của em là sống ở thành phố, hay là gả được chồng từ thành phố. Là em gả được chồng về đồng ruộng là một con người mới khổ cực, gian nan như đến như vậy. Rồi em đi diễn HO, còn anh thì đi diễn đầu quân tóc quân, em biết không? Dạ, anh nói sao ạ? Anh đi diễn đầu quân tóc quân đó, biết không? Dạ, anh nói sao ạ? Rồi, chắc em không biết. Em anh đi diễn con lai là đầu quân tóc quân đó, anh đi năm 90 đó. Còn em thì con gái em nó bảo lãnh em, thì nó lấy chồng ở bên Mỹ á. Nó bảo lãnh em từ một năm em qua đây. Thì qua đây là năm 90 em, lúc xưa thì ở Jacksonville, Florida đó.
sau này có một thời gian sau đó thì vợ chồng lụng cũng thôi anh bỏ qua Cali anh ở. Anh ở qua Cali là 2005 tới giờ đó. Rồi bây giờ các con anh nó có ở chung cùng tiểu bang với anh không? Không, các con với vợ thì ở bên Florida. Dạ. Còn anh ở bên này. Ở gần Bình Ơn nè. Em thì ở đây em ở cùng chung với cô gái lớn, rồi cái nhỏ thì nó cũng cách đây khoảng một tiếng lái xe. Lâu lâu thì em về với cái nhỏ chơi, cháu ngoại về bữa chính lợi với gái lớn. Nếu mà em với anh mà hợp với nhau mà đến với nhau thì em cứ về Cali ở với anh không? Dạ thì cái đó thì nếu mà tình cảm và tình yêu đủ mạnh, đủ lớn thì bất cứ nơi đâu em ở cũng được. Rồi, là tốt rồi. Dạ. Em tôn giáo nào? Phật giáo hay Công giáo Cao Đại? Vật chất thì em không cần, không cần phải lo con cái hay là con cái phải lo cho mẹ nha. Nói chung hồi xưa giờ em cũng đã tích góp cho mình được ít để em để sau này em có tuổi rồi để mình lo thân, thì em không có phải làm phiền đến con cái, nhưng mà chỉ lo cho con cái nó thành đạt, nhà cửa thiên liên, có đôi có bạn vợ chồng hết là em mừng rồi. Giờ còn chút còn lại đó thì em cũng để lo thân, thì ví dụ như là sau này có tìm được ai mà đồng chung hoàn cảnh với em thì em chỉ tâm nguyện có một điều là đạo đức phải biết thương yêu, trân quý, phải tôn trọng lẫn nhau. Và đối với nhau bằng cái tình thương rất là chân thật. Em ước muốn như vậy lâu và nhiều năm lắm rồi, nhưng em không bao giờ tìm được. Em không có được cái diễm phúc như người ta, không có được cái diễm phúc để mà đến với những người mà có một cái tim nhân hậu, một cái tim chân thành đó là. Em gặp những cái người mà đến với em bằng sự không có chân thật đó. Nhưng mà hồi trước trong clip đó, em anh có đã coi em đã nói rồi đó, cái người chồng sao của em thì cũng đào qua ở gia đình thì thương vợ thương con bao nhiêu thì ra đường lại thương các cô gái đó là bao nhiêu đó, thì đã em rất là buồn vì chỗ đó mà em phải đi đến chỗ ly hôn. Vì vậy nó thẳng ra là một người con phụ nữ mà có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì có lúc mình cũng phải yếu mềm trước những cái hoàn cảnh đó. Còn em bị sốc, em chịu không nổi. Khi nhìn ảnh sách cái vali ra đi á, rồi đang trong lòng hồi hộp, không biết trời ơi, ở nhà thương vợ thương con vậy rồi ra đi, rồi thương những cái cô ngoài đường cũng giống như mình vậy. Em không sao mà em chịu nổi. Là em cũng khuyên nhiều lần lắm rồi. Em khuyên nhiều lần nhưng mà không được anh, cũng chứng nào tật mấy. Rồi cuối cùng ôi mấy người đó mà em, sống em sao cho được để em kéo nếu anh về với em thì cuối cùng em cũng sẽ đi đến chỗ đi không. Đúng rồi, nếu người, mấy người đó mình khuyên em không có được thì thôi chứ. Vậy đó là cái duyên số tới cùng rồi. Xã sao của em này hồi đó cũng là trung quý trung cảnh, thành ra cũng đào hoa quá. Đào hoa quá cũng mệt. Mệt lắm, mệt lắm. Mệt mấy ông đào hoa mệt. Nè, nghe em nói thì anh cũng ok rồi đó. Tìm những người như vậy là chắc khác lo làm đó ăn thương vợ thương con. Con mình cũng như con vợ hai bên đều hòa với nhau. Thật lòng, thật tình thương em, thật sự tâm đầu ý hợp để rồi chăm sóc với nhau để tối lửa tắt đèn có tuổi vui rồi sớm hơn được. À, nãy giờ anh nghe cái hoàn cảnh của em thì anh cũng cảm thông và cũng là buồn cho em. Vì cái số phận nó đã như vậy rồi mình phải chấp nhận thôi. Chứ không có mà muốn được mà gia đình mà nó sum họp đàng hoàng như mọi gia đình khác. Thì cái duyên số của mình tới đó như là hết rồi. Thì anh cũng vậy thôi, anh cũng giống như em, nhưng mà mỗi người nó có mỗi cái trường hợp nó khác nhau, không ai giống ai hết. Thì anh cũng chia tay gia đình nó đang sống đàng hoàng lắm, nhưng mà nó có cái chỗ này nè, cho nên mới lũng đoạn cái gia đình. Vấn đề mà làm mà tiền bạc không công sòng phẳng nè đó. Hai bên cũng không sòng phẳng nè, không có không có điều hòa với nhau, bên nặng bên nhẹ.
bên thì tiếp tế quá trời quá đất, cùng một bên thì không có tiếp tế gì hết. Cho nên cái trường hợp mà đời sống vợ chồng mà sống với nhau, vấn đề mà tiền bạc á, nó phải công khai và phải công bằng. Ở mà không có công khai, không có công bằng thì nó cái phần mà đen tối ở đằng sâu lưng của mình đó, mình không có nói được. Đó. Cho nên nó mới rạn nứt cái gia đình. Là vấn đề sống ở Mỹ, đời sống ở Mỹ nó rất là ở chỗ đó. Thứ nhất là vấn đề tiền bạc nó rạn nứt rất là dễ dàng. Vợ chồng sống với nhau mà không có hiểu nhau, mà cái vấn đề mà tiền bạc mà lén lút đó, mà gửi bên này gửi bên kia mà nó không có công khai, mà không có sòng phẳng, không có công bằng thì nó rạn nứt gia đình. Dù có hạnh phúc cho lắm nó cũng rạn nứt. Dạ đúng rồi. Con người mà sống đừng có phụ thuộc đồng tiền quá thì nó sẽ mất tình cảm. Anh biết hồi xưa đó, lúc con sống với chồng em 6 năm, từ cưới cho tới thôi nhau là 6 năm. Mà em không biết là ông xã em đi làm lương tháng bao nhiêu. Em không biết mạnh của con nói với em, mà mỗi khi con bệnh hay là con cần cái gì trong nhìn, em cũng không bao giờ hỏi. Mà sao trời, ông cũng thương em là ông cho em một cái sự mà mạnh mẽ, mà đứng lên để lo liệu gia đình tất cả những các thứ, để lo con trong gia đình tất cả luôn. Là em lo hết, con cái tới ăn uống sinh hoạt xã hội mà tiền bạc em tạo ra hết, lo hết. Thì cái nào anh cần tiền thì hỏi thì em đưa. Còn cũng không bao giờ mà anh quan tâm tới tiền bạc của anh, hay đi làm tháng nhiêu là 6 năm trời chưa bao giờ anh cầm đứa âm đầm lớn đầm nhỏ để lo con cái gì cũng việc đó. Em không có nghĩ tới tiền bạc, không có quan trọng những người đó. Khi em có thì hỏi em đưa. Còn ví dụ em muốn làm cái gì thì vợ chồng cùng bàn. Bữa nay em làm cái này này anh thấy có được không? Hay là mai em muốn mua cái đó để trong gia đình anh thấy có được không? Vợ chồng cùng bàn chứ không phải là tự mình ý mình vợ hay là ý chồng mà đâu đó được, muốn có tiền nữa làm gì là không được, phải bàn với nhau mới được. Phải bàn với nhau. Đúng rồi. Đó là sự thật công bằng ấy. Chứ không phải là dạ. Phải nhìn phải bàn với nhau mới được. Chứ không phải tự quyền mà làm vậy, đâm ra mình không có tôn trọng người khác. Đúng như vậy. Cho nên là vấn đề đó mình cũng phải chia sẻ với nhau về vấn đề đó. Còn cái tiền bạc thế thì vợ giữ, chồng thì cần thì phải về, vợ phải vui vẻ để đưa ra cho chồng tiêu cái này mua cái kia, chứ đừng có mà bao nhiêu cũng lùng cuối một gói ghém thì gửi về cho phía mình không có được. Đã là vợ chồng thì phải công khai sòng phẳng công bằng, đừng có mà lén lút không được. Còn vợ con nếu mà bây giờ em đi một tiến một cái con đường khác mà anh cũng tiến một con đường khác, hai bên thí dụ con em cũng như con anh, chứ không có nói cái vấn đề gì mà con mày con tao cả, con là con chung, dù con riêng đi nữa ở với nhà với nhau cũng như là con chung rồi, nhưng mà không có giọt máu mình sinh ra, nhưng mà con là con của nhau, mình phải tôn trọng hai bên vợ cũng như bên chồng, đừng có kinh rẻ với nhau con mày con tao. Cái đó là nó một điều là bất hạnh, không có được như con vậy. Con cái mình có thương yêu mình, có thương mến mình hay không? Đúng. Anh thương em hay là em thương anh? Giống như là mình đã là chung với nhau rồi phải thương hai bên chứ, đâu phải được mà nói này nói nọ không được. Cái đó là cái xấu rồi, không có được. Mình không có nên nói cái vấn đề đó mà xảy ra nó bất hòa. Con cái mà nó có thương cha mẹ hay không là do mình. Mình thương đúng con rồi. Cái thì con cái đương nhiên nó phải thương mình thôi. Đúng rồi, mình ở với nhau cho nó hòa với nhau, hòa cũng là mình. Con cái nó hồi mình xưa đó, em nói em nghe hồi lúc mà em ở với bên chồng em hồi xưa, ở xóm làng họ thương em lắm. Cái ngày mà em ra đi ha, em bước vô từng nhà nào, nhà nó khóc như mưa. À, không có ngờ là vợ chồng em mà đến đổ rồi chia tay á, đi tới nhà từ giả em giàu nữa xóm nào em đi á, người ta khóc, người ta nói trời ơi hồi xưa giờ nó đàng hoàng, nó tốt quá, làm hiền lành nữa, mà bây giờ đi đến chỗ này thì thương quá mà biết làm sao bây giờ. Thì em vô từng nhà để em chào người ta, em đi về đến má em ở luôn để làm ăn nuôi con, thì vô nhà nào nhà khóc như mưa, người ta rất là thương em. Chỉ có gia đình bên chồng em là có ác cảm em, là chỉ tội luôn cái là em không biết làm ruộng thôi, không làm cái này thì làm cái khác cũng ra tiền chứ, đâu phải là khi dễ người ta. Em làm ra tiền đó, em làm rất đúng là rồi. Tiền về em mua lúa thiên lúa canh đó, làm dí vô bồn mà cũng không chịu nữa anh ạ. À, bởi vậy em mới khổ, bắt buộc em phải ra đồng, phải ra đứng ngoài làm như người ta thì gia đình phải chịu, bởi vậy khó lắm.
Thì đương nhiên là như vậy, đương nhiên vậy. Bây giờ mà chia sẻ thì anh cũng thông cảm và hiểu về em rất là nhiều. Và không phải là bây giờ, nhưng mà anh đã có xem clip của em từ A tới Z hết rồi, biết hiểu cuộc đời của em là như vậy rồi. Thì em không phải nói ra cho anh nhiều lắm. Thì bởi vậy nãy em đã nói là em đã trải lòng hết rồi, những người những xứ cổ đó, trải lòng hết rồi. Bây giờ là mong các anh hoặc là tất cả mọi người hiểu, thông cảm cho em vậy thôi, nói gì thôi. Vậy con người anh đã có rồi đó, nó nằm trong bao nhiêu đó, nó khoảng đó cũng đúng rồi, khổ rất là nhiều. Bây giờ mong một còn cũng một chút xíu quãng đời còn lại để gặp được những người mà thật lòng thương yêu em thật sự, để đến với nhau, để đo với nhau lúc cũ cuối đời bằng tấm chân tình của em rất là trân quý. Nó là mơ ước cuối đời của em vậy thôi, rồi em không có phải đòi hỏi cao sang, nhà cao cửa rộng hơn là gì hết anh ạ. Có em bây giờ thì anh đang sống một mình tại đây, nhưng mà anh ở nhà housing đó, không có tốt một cái gì hết. Em cái giờ đi em ở là ok thôi, không có gì tốt đồng nào tiền nhà tiền cửa gì hết. Anh ở housing nhà của chính phủ, rồi cấp chính phủ housing, em khỏi lo vấn đề mà nhà cửa. Ở đây là ở cũng, suốt suốt em suốt cuộc đời, khi nào mình mất thì thôi. Em cũng khỏi có lo. Du lịch mấy tiểu bang ở bên đây rồi, em Cali thì em cũng đã tới 2 lần rồi, em cũng có ghé ngang Phước Lộc Thọ rồi đi vô Disneyland rồi đi với mấy đứa cháu anh, em cũng có qua đó mấy lần. Thì em cũng biết Cali rồi, mát mẻ lắm. Nếu là được thì về sống lại Cali đi. Cali đi dễ khó về. em cũng mong là như vậy, nhưng mà anh không biết là có lọt được vào mặt xanh của ai đó không. Sao không biết có được cái diễm phúc đó hay không. Nam thì có vợ mà gái thì có con. Nếu mà được có cái may mắn đó thì quá tốt. Được rồi, với là anh đó, tập như vậy đó. Thì nếu mà có điều kiện thì em mời anh qua Texas chơi một lần cho biết, hoặc là nếu có thể thì em đi qua bên Cali để thăm anh một lần. Đó thì quá tốt thôi, đó là phải gặp nhau chứ, chân lễ là mình nói chuyện trên trên điện thoại hoài mà không gặp nhau sao được, phải không? Dạ, dạ. Phải người thiệt chứ, người thiệt. Dạ. Coi như là người thật, người bằng xương bằng thịt phải gặp nhau chứ, đâu có lẽ là lên cái mạng này mà nó chuyện qua lại hoài sao. Dạ. Em cũng vậy rồi, em còn gì phải nói nữa không? Dạ, em không còn gì để nói. Thì ví dụ như sau clip này anh có thể cho anh xin số phone của anh không ạ? Rồi ok, nãy giờ quên cái đó, bây giờ nhà số phone của anh là lấy viết nè, lấy viết đi đi. Dạ có rồi. Rồi số phone của anh là anh em là Hà phải không? Dạ dạ đúng ạ. Khi nào có điều kiện hoặc cảnh sẽ gọi để tâm sự với em. Hả? Khi nào rảnh anh gọi số này để tâm sự với em, hoặc là nói chuyện chia sẻ gì vui buồn gì. Rồi bây giờ anh sẽ tặng em một bài hát. Dạ. Để chấm dứt chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ rất vui được nghe bài hát của anh. Rồi bắt đầu. Tôi có mẹ già ở xa xôi lắm, tôi có đàn em bé bỏng dài khờ, đời trai nên chiến vất vả đây đó, lâu lắm rồi
chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống. Dạ.
gian quá khứ đã qua. Thì để chấm dứt chương trình, anh xin kính chúc Nguyên Huỳnh và toàn thể anh chị em, ông bà, cô bác trên mạng, trong và ngoài nước được mọi sự an lành, may mắn và hạnh phúc. Xin thân chào. Dạ, thì cuối lời em cũng xin kính chúc lại, chúc cho em Nguyên Huỳnh một ngày mới làm nhiệm vật vui, năng động và thật hiệu quả. Chương trình của em sẽ lan tỏa đến mọi người để đem tất cả những tình yêu thương đến cho những mảnh đời bất hạnh như chị sẽ được kết nối để có được sự yêu thương. Rồi sau đó em cũng xin chúc cho anh được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và xin chúc cho tất cả cộng đồng bạn cũng luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc, nhất là an toàn trong cái mùa đại dịch. Em cũng chúc hai anh chị gặp nhiều may mắn ha. Nếu mà hai anh chị có gì thì nhớ gửi thiệp mời hoặc là gọi cho em biết nha, có kết quả. Chị cũng rất mong như vậy, chị cũng rất mong là chị sẽ được cái may mắn sẽ đến với chị. Dạ, là khi nào là anh có qua tác sẽ thì nhớ gọi cho em nha. Rồi, ok, 100% luôn. Dạ, ok, good. Dạ. Phải qua taxi trước rồi, trước khi chị đi qua Cali nha. Ok, ba chị ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.